Đây là toàn bộ số container gỗ mà cơ quan hải quan khám xét tại cảng SPICT ngay trong sáng nay. Ngay khi container được mở ra, dù chưa giám định, nhưng bằng kinh nghiệm, cơ quan giám định chuyên ngành đã xác định đây không phải là gỗ gõ đỏ, chủng loại được ghi trong tờ khai nhập khẩu. Đây là 50 container gỗ mà theo tờ khai thì ghi là gỗ gõ, mặt hàng không thuộc phụ lục CITES. Tuy nhiên cơ quan chức năng thì đang nghi ngờ số gỗ này là loại gỗ hương, là loại gỗ mà buộc phải có giấy phép CITES của cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Ước tính số gỗ này lên tới khoảng 1.000 mét khối. Theo đại diện cơ quan hải quan, lô hàng này đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Inbe Á Châu mở các tờ khai nhập khẩu và đã được phân luồng. Đại diện doanh nghiệp này cũng đã đến chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nộp hồ sơ làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, khi cơ quan hải quan nghi ngờ về chủng loại gỗ, đề nghị doanh nghiệp xuất trình giấy tờ hàng hóa thì công ty này đã né tránh. Bất ngờ hơn, khi xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này thì chỉ là cửa hàng tạp hóa. Sơ bộ ban đầu theo tờ khai ấy, khai là gỗ gõ đã xẻ mà mới 100%, hàng không phải chịu CITES, nhưng qua kiểm tra sơ bộ ban đầu thì cơ quan chức năng nghi ngờ là đây là hàng cấm. Theo lực lượng hải quan, nếu số gỗ này được thông quan chót lọt thì doanh nghiệp sẽ trốn được khoản thuế lên đến cả chục tỷ đồng. Và không chỉ mặt hàng gỗ, dịp Tết này, lực lượng chức năng cũng phát hiện rất nhiều container hàng hóa giả mạo xuất xứ từ quần áo, rượu bia, nước giải khát cho tới những mặt hàng tiêu dùng được các đối tượng nhập khẩu về Việt Nam nhưng khai báo gian dối. Trong mỗi dịp Tết thì các đối tượng thường lợi dụng những việc cao điểm, tìm đủ thủ đoạn, mọi biện pháp để tuồn hàng lậu. Một là khai báo gian dối xuất xứ hàng hóa, chủng loại, số lượng để trốn thuế. Thì qua sơ bộ thì đã phát hiện được rất là nhiều cái vụ việc.